Xin chào các bạn nhé. Hôm nay bếp ngon 688 tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn để chúng ta cùng vào bếp và thực hiện một món, đó chính là món chân giò hầm thuốc bắc. Trong những ngày lạnh như này thì chúng ta cần phải bổ sung cho cơ thể một cái món ăn có nhiều dinh dưỡng nhất để chúng ta có thêm sức khỏe cho cuộc sống nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện món chân giò hầm thuốc bắc như nào nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơ chế và có các cái nguyên liệu để chúng ta thực hiện món chân giò hầm thuốc bắc. Thì mình xin giới thiệu sơ qua cho các bạn cái nguyên liệu chính để chúng ta làm cái món chân giò hầm thuốc bắc này nhé. Đây, đầu tiên là món không thể thiếu được, đó chính là chân giò. Đây các bạn nhé, chân giò đây. Đây là cái chân chỗ của chân trước hoặc chân sau của con lợn, con heo đó. Đây, nó vẫn còn nguyên da này, còn nguyên bì này. Đây, đây, đấy, đây, đấy. Thế thì một chút nữa mình sẽ dùng dao. Đây, bây giờ mình sẽ dùng dao mình sơ chế nó cho các bạn xem. Đây, mình để cái máy quay nó gần lại một chút để các bạn nhìn nhá. Okay. Mình sẽ dùng thớt mình sơ chế nó qua này. Đấy, để dễ ăn thì chúng ta sẽ phải chúng ta cứ để nguyên xương nhé, để nguyên xương. Nhưng mà để dễ ăn thì chúng ta sẽ cắt bớt cái bì này ra để cho nó chút nữa chúng ta tẩm gia vị, nó sẽ rất là nó ngấm gia vị, nó rất là thơm ngon. Sau khi chúng ta đã sơ chế qua cái thịt lợn thì chúng ta sẽ cái đùi chân giò chúng ta sẽ bỏ ra đây. Chút chúng ta sẽ làm tiếp. Giới thiệu với các bạn tiếp là cái nguyên liệu không thể thiếu được của món chân giò hầm thuốc bắc này. Chúng ta gồm có các gia vị như sau: cà rốt, nấm hương, đấy, quế, hồi. Không thể thiếu được nó là các vị thuốc bắc để hầm. Đây, hiện tại các vị thuốc bắc để hầm đây. Hành khô nhé, gừng, sả và một chút ớt. Đây. Ớt thì chúng ta sử dụng một quả nhỏ ớt thôi, hoặc là chúng ta dùng cái quả ớt sừng thì chúng ta dùng 1/2 quả ớt sừng. Gừng thì chúng ta dùng lấy một mẩu gừng bằng khoảng hai ngón tay của chúng ta này. Sả chúng ta dùng 2 củ. Hành khô hoặc là hành tím thì chúng ta dùng 2 củ. Các vị thuốc bắc này thì chúng ta dùng cái túi nhỏ nhỏ mà họ vẫn hay bán ở ngoài hàng ấy. Chúng ta sẽ dùng 3 túi, 3 cái túi nhỏ nhỏ. Quế thì chúng ta dùng 1 thanh như này. Hoa hồi chúng ta dùng 2 lát thôi, 2 hoa này thôi. Dùng nhiều quá thì cái mùi nó thắt hắt. Ngũ vị hương thì chúng ta nấm hương thì chúng ta dùng khoảng 5 cây, 5 đến 8 cây. Cà rốt thì chúng ta dùng 1/3 củ thôi, 1/3 củ to. Đấy là cái nguyên liệu không thể thiếu được. Còn cái nguyên liệu không thể thiếu được nữa là chúng ta dùng, tôi dùng một quả dừa xiêm đây. Đấy, tôi dùng quả dừa xiêm, quả này là quả dừa lửa. Hiện tại tôi đã bỏ ra và lấy đựng nước cốt dừa của nó đây. Để chút nữa chúng ta sẽ cho vào hầm, cho vào xử lý. Khi hầm bằng nước cốt dừa thì cái mùi vị và cái hương thơm của cái chân giò này sẽ rất là ngon. Một cái nguyên liệu không thể thiếu nữa đó chính là cái cùi dừa. Cùi dừa chúng ta sẽ phải nạo nó ra. Chúng ta sẽ phải nạo nó ra và chúng ta đưa lên máy xay. Đấy, chúng ta sẽ dùng cái máy xay xay nhỏ ra và tiềm vào cùng với lại chân giò cho nó hương vị nó sẽ rất là ngon. Đấy, cái củ dừa non này chúng ta lấy rất là dễ. Đây, tôi lấy một cái thìa cà phê này và tôi lóc cái củi ra, lóc cái thịt ra.
Rồi, bây giờ tôi đã có đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành ướp gia vị và đưa vào thực hiện hầm chân giò, hầm thuốc bắc cho các bạn xem nhé. Tiếp theo tôi sẽ lấy cái cùi dừa này, tôi sẽ xay ra, xay nhuyễn ra để chúng ta kết hợp tiềm vào cái nồi chân giò hầm thuốc bắc. Cái này chúng ta sẽ phải xay làm hai lần. Tôi sẽ tiến hành xay cái cùi dừa này ra. Để được xay dễ dàng thì chúng ta sẽ phải cho một chút nước cùi dừa vào. Rồi, sau khi đầy đủ nguyên liệu rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành thực hiện ướp chân giò và chúng ta sẽ đưa lên để thực hiện hầm nhé. Giờ chúng ta sẽ tiến hành ướp chân giò. Tôi cần một cái nồi áp suất như này. Đây. Đây. Giờ để thực hiện ướp thì tôi sẽ đi căng tay ni lông vào để chúng ta dễ làm việc. Bây giờ tôi sẽ đưa chân giò vào đây để chúng ta ướp và nấu. Đây, tôi sẽ quay cái máy quay gần lại chút nhé, để các bạn dễ quan sát. Đầu tiên thì tôi sẽ phải cho một chút dầu ăn vào cho nó dễ. Tôi sẽ cho một chút dầu ăn vào để chúng ta khi hầm nó cũng sẽ ngon hơn và tẩm gia vị nó cũng sẽ bám gia vị và nó ngấm gia vị tốt hơn. Ở đây thì tôi sẽ dùng một thìa cà phê như này để tôi ước lượng gia vị vào nhé. Mới cái chân giò như này thì tôi sẽ dùng 1/2 cái thìa cái muỗng cà phê này bột canh gia vị đấy. Không thể thiếu được đó chính là đường. Tôi sẽ cho một cái muỗng đường như này. Đấy. Bột ngọt cũng không thể thiếu được. Cái nắp này khó mở quá. Trời, tôi đang đeo găng tay. Tay phải như lấy được ra. Bột ngọt thì tôi cũng sẽ cho một muỗng bột ngọt như này. Rồi. Các bạn đeo găng tay vào. Đây, đây là phần rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái phần nước cốt dừa này vào. Đây. Rồi, chúng ta cho luôn cái phần cơm dừa này vào nhé. Rồi, bây giờ là phần không thể thiếu, đó là gia vị. Thì
Trước khi chúng ta cho toàn bộ cái gia vị dùng để hầm này vào thì chúng ta sẽ thực hiện dùng tay để chúng ta sơ chế và chúng ta đây tôi sẽ dùng tay tôi đưa các phần gia vị trước đó vào để tôi làm cho cái móng giò này nó ngấm đều gia vị. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đưa toàn bộ cái phần gia vị này vào đây ướp cùng với lại chân giò để chúng ta đưa lên bếp và tiến hành hầm. Đầu tiên là tôi sẽ đưa phần thuốc bắc vào. Nấm hương. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấy nhá, quế này, quế chúng ta bởi nhỏ ra, hoa hồi này. Đây chúng ta sẽ tiến hành đảo đều cái hỗn hợp này lên. Rồi sau khi đảo đều thì chúng ta sẽ cho nước xăm sắp với cái chân giò này. Đây, tôi sẽ dùng nước lọc nhé. Chúng ta sẽ đổ đều vào lên cái nồi hầm này. Các bạn để ý này, nước chúng ta cho xăm sắp thôi, cho xăm sắp tới cái mặt của chân giò thôi. Đấy, đây các bạn nhìn này. Tại vì khi chúng ta đưa vào hầm ấy, thì nó cũng không có mất nước đâu. Tại vì trong nồi áp suất nó không có mất nước, cho nên chúng ta chỉ cần đưa xăm sắp như này thôi. Thì bởi vì gia vị mình nếm vừa phải vừa đều rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ đưa lên bếp và chúng ta thực hiện ninh nhá. Với cái nồi này để ngon nhất, món chân giò hầm thuốc bắc này để ngon nhất thì chúng ta phải hầm trong vòng 1 tiếng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi hầm này. Đấy nha các bạn. Thì tôi đang dùng cái nồi áp suất như này. Đây, tôi dùng cái nồi áp suất này để hầm món chân giò này. Cắm điện này. Và đưa cái hỗn hợp chân giò này vào với những cái nồi này. Đây. Sau khi tôi đưa nồi hầm vào nồi áp suất và cắm điện. Rồi, bây giờ tôi sẽ bật một tiếng. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đậy vung lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi trong khoảng 1 tiếng nữa. Tôi sẽ cùng với các bạn để chiêm ngưỡng xem cái món chân giò hầm thuốc bắc này của chúng ta thơm ngon như nào nhá. Các bạn nhá, sau khi cái nồi chân giò hầm thuốc bắc này của tôi đã hầm trong vòng 1 tiếng. Thì cái chân giò nó đã khá là dừng rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở ra và cùng các bạn chiêm ngưỡng món chân giò hầm thuốc bắc của chúng ta nó như nào nhé. Đấy, tôi sẽ review gần cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, cái chân giò nó đã rất là thơm ngon này. Đấy, mọi người mở vung ra nó rất là thơm ngon luôn. Đấy. Chân giò nó đã dư rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành bắp cái chân giò này ra đĩa để chúng ta thưởng thức nhá. Đây, đợi một chút tôi sẽ bây giờ ta sẽ tiến hành thì tôi sẽ tiến hành múc chân giò ra để chúng ta thưởng thức.
Đây, nếu các bạn thích ăn cái của thuốc bắc thì chúng ta sẽ cho vào đây. Bây giờ tôi sẽ múc phần cốt, phần nước cốt của món này. Đấy, rất là thơm ngon luôn. Giờ chúng ta sẽ bày lên mâm và chúng ta sẽ cắt ra để thưởng thức nhé. Đây các bạn nha, sau khi chúng ta đưa món chân giò hầm thuốc bắc này ra đĩa để chúng ta thưởng thức này, thì nó có một cái hương vị rất là thơm và cái chân giò nhìn nó rất là đẹp. Đấy, rất thơm ngon luôn. Đấy, xin mời các bạn thưởng thức cùng tôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.